Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền xã Nạm Trày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, cụ thể lúc 18 giờ ngày 30 tháng 5, trên địa bàn xã có mưa to kéo dài. Khi thấy trời mưa to, hai cháu là Hầu AT và Hầu Thị M sinh năm 2012 là hai anh em ruột lội qua suối Khâm, đoạn chảy qua thôn Khâm dưới, xã Nạm Trày để về nhà khi đi đến giữa dòng thì bất ngờ lũ ống từ đầu nguồn đổ về khiến hai cháu bị cuốn trôi thời điểm xảy ra tai nạn một số người dân nhìn thấy và tìm cách cứu hai cháu nhưng không được do lũ chảy mạnh ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an dân quân xã và người dân tìm kiếm Đến 6 giờ 30 phút ngày hôm qua đã tìm thấy thi thể anh Hầu A Túc sinh năm 2002, vị trí tìm thấy thi thể cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 500 mét về phía Hạ Lưu. Hiện các lực lượng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại Hầu Thị Mơ dọc theo khu vực suối xã Nạm Trày, huyện Văn Bản. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phân công bố trí cán bộ trực 24 trên 24 giờ, kể cả các ngày nghỉ, bố trí lực lượng phương tiện kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua khu vực Tây Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, khiến toàn tỉnh Lào Cai có mưa rông trên diện rộng. Khu vực phía Tây huyện Văn Bàn có mưa lớn cục bộ khiến lũ xuất hiện ở một số địa phương. Công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 30 tháng 5, khu vực Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Lúc 10 giờ ngày 30 tháng 5, Dãnh áp thấp này có trục ở khoảng 17 đến 20 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, có vị trí ở khoảng từ 16,5 đến 17,5 độ vĩ Bắc, 110,5 đến 111,5 độ kinh Đông. Vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ngày và đêm 30 tháng 5, biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, mưa rào và rông. Trong mưa rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29 tháng 5 đến 8 giờ ngày 30 tháng 5 có nơi trên 60 mm, như Mường Kim, tỉnh La Châu 66 mm, Việt Vinh, tỉnh Hà Giang 78,2 mm, Hùng Mỹ, tỉnh Tuyên Quang 136,6 mm. Dự báo chiều và đêm 30 tháng 5 Bắc Bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm từ chiều tối 30 tháng 5 đến sáng 31 tháng 5. Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và rông. Cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Chiều và tối 30 tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Tối 30 tháng 5, lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân tên Lương Thanh S, 47 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã tử vong. Hiện thi thể được lưu tại nhà tang lễ của bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Ông Lương Thanh S được chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến bệnh viện Trung ương Huế chiều 30 tháng 5 trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Ông S là người đã tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Ông S nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu, hồi sức tích cực trước khi được chuyển lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Với triệu chứng này, ông S tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị trước khi được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian qua, hình ảnh ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, quê huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đi khất thực qua nhiều tỉnh thành, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Những ngày đầu tháng 5 năm 2024, khi ông đi qua một số tỉnh miền Trung, bắt đầu xuất hiện nhiều người được cho là tu sĩ tự nguyện đi cùng với ông. Từ vài ngày qua đã có khá nhiều châu chấu xuất hiện tại khu vực xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Loại châu chấu này có lưng màu vàng, chuyên ăn lá cây. Có thể do khu vực trường tiểu học Thiện Hòa ở cạnh khu rừng vầu nên đàn châu chấu tràn xuống trường, đậu bám ở đường, trên vách tường. Các đàn châu chấu cũng gây thiệt hại khoảng 3 hecta ngô của người dân tại xã Thiện Hòa. Ông Lăng Văn Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia cho biết, đàn châu chấu xuất hiện với mật độ dày đặc, có khu vực lên đến cả trăm con một mét vuông. Mặc dù người dân đã phun thuốc hóa học, nhưng đàn châu chấu vẫn bay vào nhiều khu dân cư, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như thiệt hại hoa màu. Chúng tôi có vào phối hợp với khuyến nông và trạm dịch vụ nông nghiệp thì có thống nhất là gửi thuốc vào để phun dập dịch châu chấu. Một số bà con đã tự phun trước nhưng có thể do không đúng loại thuốc nên châu chấu không chết. Chúng tôi chỉ đạo phun thuốc để ngăn chặn. Phương án hiện tại trước mắt là phun, ngăn chặn đã, xem có hiệu quả không, nếu không buộc phải dùng biện pháp thủ công như dùng vợt để giảm bớt lượng châu chấu. Chúng ăn lá cây như lá tre, lá ngô, vân vân. Sơ bộ hiện tại có 3 hecta ngô và một ít diện tích lúa bị xâm hại, còn tới nay như thế nào thì chúng tôi chưa lường trước được. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Gia, trên địa bàn xuất hiện châu chấu tre lưng vàng, phá hoại rừng tre, vầu, nứa, mai tại ba thôn thuộc xã Thiện Hòa với mật độ cao từ 600 đến 100 con một bụi, ăn trụi lá, diện tích phá hoại là 10 hecta. Hiện tại, châu chấu đang bắt đầu di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bờ bụi và bắt đầu xuất hiện gây hại cây ngô. Do vòng đời loại châu chấu này dài, thời gian sống và phá hoại khá rộng 5 đến 6 tháng trong năm châu chấu trưởng thành có thể bay xa 40 đến 60 km, di chuyển thành từng đàn và sức tàn phá lớn, rất khó kiểm soát. Dự báo, giai đoạn cuối vụ xuân và vụ mùa năm 2024 có nguy cơ cao châu chấu phát sinh, lây lan gây hại diện rộng. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Gia yêu cầu các xã, thôn có châu chấu tre lưng vàng xuất hiện và gây hại cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra các diện tích rừng vầu, nứa, tre, phát hiện và phòng trừ hiệu quả các ổ dịch, các biện pháp phòng trừ châu chấu che lưng vàng như phát quang đồi rừng, diện tích lúa, ngô ven rừng, phát hiện sớm ổ châu chấu mới nở, còn có cùng mật độ thấp thì dùng vợt bắt thủ công đem tiêu hủy. Khi mật độ châu chấu cao hoặc có nguy cơ di chuyển xuống gây hại ruộng lúa, ngô cần khoanh vùng tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc như như gà nòi 95 SP, Patox 95 SP, Wavotox 585 EC vân vân nên tổ chức thành các tổ đội dịch vụ phun tập trung dùng bình phun ác quy hoặc máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch phun cuốn chiếu từng khu vực để tiêu diệt tránh để châu chấu phát tán trên diện rộng rất khó kiểm soát